Chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Ok, mình bắt đầu luôn nha. Âm thanh ok Ok, tiếp tục chuỗi video luyện phát âm. Thì mình sẽ cùng với các bạn luyện tiếp âm ớ nha các bạn. Mình thì mình gọi là âm ớ, còn cái này là một cái bộ ký tự mà ai cũng gọi là gì thì gọi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cô giáo giảng xem là nên đọc cái âm này như thế nào nhé. Với cái ký hiệu này thì nên đọc như thế nào. Rồi, mời các bạn. Các bạn xem video thì chuyển sang chế độ 720 nhé các bạn. Vào cái chỗ cái biểu tượng bánh Chào các răng này bạn, này. Ngọc Anh rất vui mừng được gặp lại các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về âm A cùng cô Katie nhé. One, us, ulcer, another, mother. One, us, ulcer, another, mother. Các bạn lưu ý khi phát âm âm này, môi mềm và hơi mở ra, hàm răng dưới hơi hạ thấp xuống, lưỡi mềm và đặt ở vị trí giữa miệng. Giờ chúng ta cùng theo dõi cô Katie phát âm và nhắc lại theo đúng cách cô Katie hướng dẫn nhé. One, us, ulcer, another, mother. One, us, ulcer, another, mother. Các bạn thân mến, vậy là chúng mình đã nắm rõ cách phát âm của âm A rồi đúng không nào? Các bạn cần chú ý những lỗi phát âm có thể xảy ra khi chúng ta nhầm lẫn với những âm quen thuộc hơn nhé. Ví dụ như là wonder sẽ như là wonder, but sẽ như là boat, warn sẽ như là warn. Chúng ta cùng theo dõi cô Katie phát âm và nhắc lại nhé. One, us, ulcer, another, mother. Thân mến, âm này thường xuất hiện ở hai vị trí của từ, đầu từ như one và giữa từ như another, mother. Các bạn chú ý nhé, âm A không bao giờ xuất hiện ở cuối từ. Chúng ta cùng luyện nghe nhé. At the beginning. One, us, ulcer, umbrella, otherwise, understand, in the middle, another, mother, cup, jump, luggage, smuggle. Các bạn thân mến, khi trong một từ xuất hiện ở những chữ cái như you hoặc âu thì những chữ cái đó thường được phát âm là A. Ví dụ như nut, hunt, honey, monkey. Nut, hunt, sung, bunny, Sunday. Honey, monkey, dove, brother, glove. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày những âm đã học nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nhé. Bye bye. Rồi, ok. Chào các bạn, mời các bạn trở lại với cái bài học của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đã nghe bạn Ngọc Anh và cô giáo chia sẻ về những cái kiến thức về cái âm này rồi. Âm ơn rồi, thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Để là biết là chúng ta có hiểu hay không và chúng ta có khả năng hiểu hay không nhé các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài thứ nhất. Ở đây
ta người ta bảo là listen and speak a sound at the beginning of the words, có nghĩa là bảo chúng ta là phải đọc cái từ này, những cái từ mà có cái âm ơ ở đầu nha các bạn. Thì ở đây nó bị lỗi phông nha các bạn, trong cái bản, cái phiên bản mà phần mềm ở trên điện thoại thì sẽ không bị lỗi phông nha, và cái ứng dụng ở trên điện thoại thì nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. One. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe cái ứng dụng đọc, sau đó chúng ta sẽ check từ điển trước nhé. Ở đây mình sử dụng hai từ điển, đó là la bàn. La bàn thì một là một từ điển tiếng Việt và Oxford nha các bạn. Ngoài ra thì mình có sử dụng Google nữa. Rồi chúng ta có là gì nhỉ? Đối với la bàn thì chúng ta sẽ gõ từ one vào nha, để biết nghĩa của nó. Thì ngoài nó có nghĩa là một ra thì chúng ta kiểm tra luôn là nó có nghĩa là gì nữa không. Nó nghĩa là số 1 đó các bạn. Số 1, và nó có nghĩa là được lợi thế hơn nữa kìa. Đấy. Và ra nó cũng nghĩa là mọi người nữa đấy. Thì trong quá trình học thì mình có thể tự trau dồi để biết được những cái nghĩa khác nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra phát âm của nó. Kiểm tra phát âm của nó thì chúng ta dùng cái từ từ điển Oxford nha các bạn. Và chúng ta đọc và chúng ta nghe thật kỹ này. One. Như các bạn nhìn thấy này, ở trên cái phiên âm này chúng ta sẽ thấy nó có một từ cái kép này, chữ ớ này và n giữa cái chữ viết này và cái chữ phiên âm là hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Chính vì vậy nên là nếu mà các bạn không check phiên âm ấy, thì các bạn sẽ không biết được là tại sao nó đọc là one mà không phải là on mà là one, đúng không các bạn? Nên là nó tự nhiên nó sinh ra cái chữ V kép ở đây. Đấy, nên là các bạn phải check phiên âm Oxford thì các bạn mới biết được nguồn gốc sâu xa tại sao nó lại đọc là one nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc một số câu ví dụ ở bên dưới nữa. Do you want one or two? Nên bạn muốn một hoặc là hai, hoặc là one bedroom apartment, có nghĩa là gì? Căn hộ một phòng ngủ nha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại ứng dụng và chúng ta đọc nó. Chúng ta sẽ quay trở lại ứng dụng và chúng ta đọc nó nha. One. Rồi, chúng ta sẽ đọc thêm một cụm từ. Do you want one or two? Chúng ta đọc một cụm từ khác. Cụm từ này nó không ra ngay là vì nó bị trùng âm các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc cụm từ mà chúng ta đang bôi xanh đây này. A one bedroom apartment. Ok, chúng ta đọc luôn nha. A one bedroom apartment. Các bạn phải đọc chữ chờ cuối cùng nha. Nếu mình không đọc là nó không ra đâu nha. Rồi chúng ta tiếp theo. Us. Ok. Us. Nếu các bạn đọc nó không ra thì sao các bạn? Thì chúng ta sẽ tìm cái từ us này nha. Tại sao nó lại đọc là us? Nó có hai cách đọc. Một là us. 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 Hai thứ hai là us. 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 Ok nha. Và bây giờ chúng ta sẽ coi một cụm từ nào. We check the dogs with us. Ok. Hello, it's us back again. We check the dog with us. Chúng ta sẽ đọc cụm từ này nha. We check the dog with us. Rồi, ok. Khi các bạn đọc một câu thì nếu mà nó không có đúng á, nó không có đúng tất cả câu mà nó chỉ cần ra chữ us này là đã được rồi nha các bạn. Các bạn di chuyển sang cái câu mới nha. Tại vì mục tiêu của chúng ta là chúng ta đọc để mà ứng dụng nó nhận ra cái từ us này. Và các bạn biết đấy, tiếng Anh thì nó có rất nhiều từ mà có cái âm gần giống với từ us. Vì vậy các bạn muốn mà phần mềm nó nhận ra ngay thì các bạn phải đọc một câu hoặc một cụm từ nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục và chúng ta sẽ đi nhanh nhé. Alpha. Và chúng ta sẽ đọc là, nếu như chúng ta không check nha, chúng ta sẽ đọc là user hoặc là answer hoặc là outer nha các bạn. Thì chúng ta sẽ check trước phần mềm nào. Trước mắt thì chúng ta phải check xem là nó nghĩa là gì cái đã. Học một cái từ mà không biết nó nghĩa là gì thì cũng khó lắm các bạn. Nghĩa là lỡ loét nha các bạn. Cái chữ này nó bạn của chữ cancer nha các bạn. Cái chữ cancer này này, các bạn nhìn thấy nó có cái âm ơ giống nhau đúng không? Cancer. Cancer nha các bạn.
ung thư đấy. Hai cái chữ này nó giống nhau này, cancer và ulcer nha. Chúng ta sẽ đọc xem nào. Ulcer. Các bạn lưu ý là nó nháy đơn ở đây, nó nháy ở đây này, nên chúng ta phải đọc cái âm ơ nó cao lên nha. Ulcer. Rồi chúng ta đọc nào. Ulcer. Rất là khó ra đúng không? Mình thử lại một lần nữa nhé. Ulcer. Nó không ra, không sao cả các bạn. Đừng nản lòng nha. Chúng ta sẽ tìm một cụm từ nào. A stomach. Ulcer nha. A stomach. Ulcer. Rồi nó ra là này các bạn. Các bạn biết đấy. Như mình đã nói đấy. Nếu mà đọc một cụm từ thì ứng dụng này rất là thông minh và nó sẽ nhận ra ngay nha các bạn. Stomach là đau một cái gì đó nha. Ulcer là lở lét ở dạ dày nha các bạn. Cái bụng của chúng ta đấy, cái dạ dày. Umbrella. Umbrella, cái từ này rất là thông dụng và ai cũng biết luôn nha. Mình sẽ check Google để các bạn biết nó là cái gì nha. Umbrella nha. Umbrella là cái dù nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ coi thử là trên từ điển nó đọc cái từ này như thế nào. Umbrella. Ok, hơi chữ L nha, mình gõ một chữ L nên nó không ra. Umbrella nha các bạn. Umbrella. Âm này. Brella nha, brella nhấn này nha. Nhấn bre nha. Umbrella nha. Umbrella, rồi chúng ta sẽ đọc một vài cụm từ để hiểu hơn về nó. To carry and hold an umbrella. The colorful, có nghĩa là cầm nắm cái dù nha. Colorful beach umbrellas, có nghĩa là cái màu của cái dù ở biển ấy thì rất là sặc sỡ đúng không? I put up my umbrella, có nghĩa là tôi bung cái dù ra đấy các bạn. Ok, chúng ta sẽ đọc thử nha. Umbrella. Rồi, chúng ta sẽ đọc một cụm từ nào. Colorful beach umbrellas. Colorful beach umbrella. Colorful beach umbrella. Colorful beach umbrella. Ok, nó không ra được. To carry an umbrella nha. Carry an umbrella. Rồi ok nha các bạn. Các bạn cứ đọc như thế cho mình. Chỉ cần nó ra cái từ là thành công nha. Otherwise. Có nghĩa là mặt khác nha các bạn. Otherwise có nghĩa là mặt khác. Chúng ta sẽ coi nó đọc như thế nào. Other này. Why này. Otherwise nha các bạn. Otherwise. Otherwise. Các bạn nhớ bốn âm nha. Bốn âm, một âm nó hơi căng một tí nha. Chúng ta sẽ đọc một vài nghĩa của từ để hiểu được nha. My parents lends me money. Money nha. My parents lends me money. Otherwise, ngược lại. I couldn't have my parents lend me money. Otherwise, I couldn't have effort the trip. Có nghĩa là gì các bạn? Chúng ta sẽ dịch cái từ này nha. Effort có nghĩa là gì? Này. Afforded. Có nghĩa là đủ khả năng. Chúng ta sẽ đọc là otherwise nghĩa là gì? Coi thử mình dịch có đúng không nha. Nếu không thì các bạn khó hơn, mặt khác á, trái ngược lại, otherwise có nghĩa là mặt khác là ngược lại nha các bạn. Ngược lại nha. Nếu không á, chúng sẽ đọc lại cái câu này nha. Ok chưa? Efforts. Chúng ta sẽ coi thử là nó phiên âm như thế nào. Efforts.
mình hay dùng cái từ effort các bạn, nhưng cái từ này thì ít dùng hơn các bạn nhé. Đủ khả năng các bạn, afford. 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 Afford nha các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Mình sẽ dùng một cái từ khác dễ hơn cái từ afford này nha các bạn. Unable nha các bạn. Mình sẽ đọc này. My parents lends me money. Otherwise, we unable to go to travel. Đấy, nó ra từ otherwise rồi nha các bạn. Rồi, chúng ta đi tiếp nào. Understand. Understand. Chúng ta sẽ try nó nào. Nó có nghĩa là hiểu nha. Understand nghĩa là gì? Có nghĩa là hiểu. I'm not sure that I fully understand you. Ok chưa? Mình sẽ đọc câu này nha. Understand nghĩa là hiểu. Understand. Rồi chúng ta coi thì nó phát âm như thế nào. Để mình gõ cho các bạn coi với mình thì mình biết rồi. Mình hay gõ lắm nên mình biết rồi. Ngày xưa mình học mình cũng gõ các bạn. Bây giờ mình gõ nó thành quen luôn rồi. Understand. 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 Rồi, chúng ta sẽ có bốn âm này. Understand. Nó gõ ở đây có nghĩa là cái chỗ này thấp nè các bạn. Understand. Nghe chưa? Chúng ta sẽ đọc cái câu mà nãy mình nói với các bạn nhé. I'm not sure that I fully understand you nha. I'm not sure that I fully understand you. Ok. Ok, nó hiểu là được rồi các bạn. Bỏ qua đi. Another. Another nha. Another one. Rồi, chúng ta sẽ coi cách đọc của nó. Another. 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 Another nha các bạn. Would you like another drink nha? Would you like another drink nha? Another drink nha. Anh nha. A với N đọc là anh. Another ring. Và nhấn là nhấn từ another nha các bạn. Another ring nha. Another nha. Cái chữ E này là đọc riêng này. Na là đọc riêng này. Another này. Ba âm nha. Another. 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 Rồi, chúng ta sẽ đọc một câu với nó nha. Would you like another ring nha? Would you like another ring? Would you like another ring? Ok, nó rần ra rồi nha. Mother. Mother. My mother tell me that. Ok nha, ra rồi nha. Let's try cái từ mother này đọc như nào. Mother này, mother này. Mother này có nghĩa là nó dùng cái chữ the này nha các bạn. Mother, chữ O thì đọc là ớ nha. Mother, ok chưa? I want to buy a present for my mother nha. Đây này. Chúng ta sẽ đọc câu này nha, đọc tới đây thôi. Ok. Mother. No. Mother. I want to buy a gift for my mother and father. Rồi, ok nha, thành công nha các bạn. Đọc ra cái chữ đó là thành công. Cup. Cup. Please give me a cup of coffee. Rồi ra này nha các bạn. A cup of coffee thì dễ thôi các bạn. Ví dụ như cup là một cái ly, một tách trà đó các bạn. Các bạn muốn mà đọc nó đó thì các bạn phải nó bị trùng âm rất nhiều các bạn. Nó rất là đơn giản, nó chỉ có 3 chữ thôi. Nên những từ mà chứa từ cup nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm nên là các bạn phải đọc nguyên câu giống như mình vậy đó. Tất cả các bạn cũng tập như thế nhé.
cùng đọc âm này, check từ điển này, đọc lại một câu này. Đọc một câu nó giúp cho các bạn biết đặt câu với cái từ đó. Nó đảm bảo chắc chắn là các bạn hiểu á. Hiểu cái từ đó một cách rõ ràng. Rõ ràng. Jump. 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 Nào chúng ta sẽ check nó cho chắc nhé. Jump có nghĩa là nhảy từ chỗ này qua chỗ kia nhé các bạn. Jump. 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 Ok. Quick jump. He shout. Ok, chúng ta thử đọc cái này nhé. Chúng ta đọc câu này dễ nhất này các bạn. She jump. She jump it. She jump down from the chair nha các bạn. Cái chữ D, ED không đọc nha các bạn. Đúng rồi là đọc chữ D thì phải các bạn. Mình coi muốn biết là đọc chữ D hay chữ T thì các bạn gõ vô đây này. Gõ Google dịch đấy. Chúng tôi bắt câu này. Tôi bắt vô đây. O mà B. ED luôn nha. Rồi chúng ta nghe nó đọc này. Jumped. Jumped nha các bạn nghe rõ không? Jumped. Jumped. Jumped nha các bạn. Mình nghe lại thế nào. Nào các bạn cùng nghe chú ý nghe cho mình nha. Jumped. Jumped nha các bạn. Jumped rồi ok. Ta sẽ đọc qua đây. Chúng ta sẽ đọc câu này. She jumped. She jumped down to the chair. Nếu mà đọc một mình nó thì mới đọc là jumped nha. Còn nếu mà đọc nhanh á thì mình lướt qua chữ bờ đờ luôn nha các bạn. She jumped down from the chair nha. Chúng ta sẽ đọc nào. She jumped down from the chair. She jumped. She jumped down from the chair. Ok. She jumped down from the chair. Ok, chúng ta đọc một cụm từ khác nhé. He jumped into the air. Nha. He jumped into the air. He jumped into the air. Khó đúng không các bạn? He jumped into the air. Rồi khó, không phải là khó đâu các bạn. Các bạn có nhiều thời gian các bạn tập thêm nha. Mình lướt qua để video nó không bị dài. Luggage. Luggage. Các bạn nhà học thì các bạn check từ điển cho mình nha. Luggage. Ok, chúng ta check từ điển như thế này này. Học mà không check từ điển thì chắc chắn là các bạn đọc không chuẩn đâu. Các bạn chỉ đọc theo thói quen. Luggage. 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 Ok, các bạn thấy không? Nếu mình check từ điển thì mình biết chắc chắn là nó là lớ này. Âm trên cao này. Gate này. Gate này. Và giờ nữa nha các bạn. Rồi, chúng ta đọc một câu với nó thôi. There's room for one more piece of luggage. You stay there with the luggage. Nha. Chúng ta sẽ đọc đoạn này nha. You stay there with the luggage. Nha. We stay there with the luggage. 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 Luggage nha các bạn. Không phải luggage nha các bạn. Luggage nha. Gate chữ G luôn á. Luggage. Đọc mạnh như đó. We stay there with the luggage. Đó, thấy chưa các bạn? Đọc đúng như thế đó. Smuggle. Smuggle. Smuggle nghĩa là gì các bạn? Smuggle. Smuggle có nghĩa là gì đây? Chuyển hàng lậu nha. Wow, cái từ này độc đáo quá. Smuggle. Smuggle này các bạn. Chúng ta sẽ đọc một cụm từ nha. Smuggle goods
across the frontier nha. Frontier là biên giới nha các bạn. Smuggle goods across the frontier nha. Quen thuộc chưa? Đi nào. Smuggle goods across the frontier. Smuggle goods across the frontier. Smuggle goods across the frontier. Vẫn chưa ra smuggle nha các bạn. Chúng ta gõ ở đây nha. Chúng ta sẽ đọc kỹ một lần nữa nào. Smuggle nha các bạn. Smuggle. Đúng không ạ? Smuggle goods across frontier. Đấy, gần đúng nha các bạn. Gần đúng nha, mình ngu nha. Các bạn thực hành thêm nhé. Các bạn thực hành thêm nhé. Not. Nghĩa là gì đấy các bạn? Ngắn quá đọc nó không ra đâu các bạn. Đừng có đợi. Nut là cái đờ ốc nha các bạn. He cracked his nut on the ceiling. Nó tông đầu vào. His nut, cái đầu cũng gọi là nut nha các bạn. He cracked his nut on the ceiling nha. Chúng ta đọc câu này. He cracked his nut in the ceiling. Rồi chuẩn nha các bạn. Cái này hay sai các bạn tự sửa nha. Hunt. Ok, chúng ta sẽ tìm một từ của nó nào. Hunt. Một câu nào. Lion sometimes hunts alone. Ok nha. Con sư tử thì đi săn một mình nha. Lion sometimes hunt alone. Lion sometimes hunt alone. Ok, thành công nha các bạn. Sung đó các bạn. Cái từ này quá khứ nha. Nhìn cũng dễ đọc thôi các bạn tự đọc nha. Nó quá khứ ít dùng lắm, ít dùng trong câu lắm. Chỉ trong lý thuyết, trong làm bài tập rồi hay gặp thôi chứ còn nói thì ít dùng lắm các bạn. Bunny nghĩa là gì các bạn? Vui vẻ hả? Bunny là vui vẻ, dễ thương đúng không? Bunny là con thỏ nha các bạn. Chúng ta sẽ tìm thêm bên này để kiếm một câu nha. Ok, bunny là con thỏ. Angry bunny nha. Bunny nha các bạn. Bunny. Bunny nha. Bunny. Đọc ngắn gọn và đọc nhanh nha. Bunny. An angry bunny. Ok nha các bạn. Sunday. Ok, chúng ta sẽ gõ thử nó đọc như nào nha. Ai cũng biết từ này là Sunday rồi. Nhưng mà mình gõ để cho các bạn nhớ một lần cuối cùng. Sunday. Nó có hai cách đọc nha các bạn. Đấy, các bạn chỉ cần gõ ít nhất là một lần trong đời cái từ đó thôi. Sau này bạn chỉ việc dùng không phải gõ nữa nha. Sunday. Ok, đọc một câu nào các bạn. Are you busy next Sunday? Busy nha các bạn, không phải busy nha.
busy nha các bạn. Ok. Honey. 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 Chúng ta sẽ tìm một từ với nó nhé. Nó lâu quá. Mình không kiên nhẫn được các bạn ạ. Mình sẽ tìm một từ với nó nào. Honey đây nha các bạn. Honey. Chúng ta sẽ đọc một câu đầu tiên. Câu này rất hay. How do bees make honey? How do bees make honey? Rồi nha. Thành công nha. Monkey. Monkey. Monkey nha các bạn. Không phải monkey nha. Monkey. Monkey nha các bạn. Monkey. Mở ứng ở ân mở ứng măng kỳ kỳ nha. Monkey. 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 Chữ kỳ là đi xuống nha. Monkey. Chúng ta sẽ đọc nó đúng rồi. Chúng ta sẽ đọc một câu nha. The disease affect the monkey and human in similar way. Ok, cho các bạn hiểu cái câu này không? Bệnh tật thì ảnh hưởng đến con khỉ giống như nó ảnh hưởng đến con người vậy đó. The disease affects the monkey and human similarly. Rồi mình đọc gần đúng rồi đó. Dove. 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 Rồi chúng ta sẽ tra nó thử nghĩa là gì và cách đọc của nó như thế nào. Đúng rồi, các bạn nên tra trước nha các bạn, tra nghĩa trước nha. Dove là con chim bồ câu nha. Dove. Rồi chúng ta check lại với Oxford xem nào. Dove. Dove. Dove là con chim bồ câu, chúng ta sẽ a dove. Nó nghĩa là gì? Câu này không biết nghĩa là gì luôn các bạn. Cái chữ này có nghĩa là gì đây? Chưa gặp bao giờ. Thủ thủy rồi các bạn, khó quá. He was a dove gray suit. Khó quá các bạn. Chữ này đọc là gì? C-O-O-E-D nha. Gù á, à gù á các bạn. Hai con chim bồ câu nó gù với nhau. Cúc cu á các bạn. Đọc là gì? Cool. 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 Ok, giờ chúng ta đọc câu này. A dove cool. Soft fly nha. Từ này đọc là soft fly hay là softly nha. Để mình kiểm tra thử. Nghe nha. Softly. Softly nha các bạn. A dove cool. Softly. A dove cool softly. A dove. A dove coo softly. Có nhiều thời gian các bạn tự đọc nhé. Dove. Rồi, có nhiều thời gian các bạn đọc ít nhất là được một câu nha các bạn. Brother. Brother. My younger brother. My elder brother. My elder brother. Ok nha. Glove. Glove là nghĩa là gì các bạn biết không? Glove này. Glove có nghĩa là đôi tất nha. Đôi tai đó. Glove. Đọc ở đây nào. Glove. Glove. A pair of glove. Chúng ta đọc cụm từ này nha. A rubber glove nha. A rubber glove. Rubber glove. Chúng ta đọc rubber có gì đó sai các bạn. Rubber mà sao lại sai nha.
câu sâu như vậy. Rubber, 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 rubber như vậy. Rubber, 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 rubber. Ok, mình sẽ đọc lại nó. Rubber, rubber glove, rubber, rubber glove. Khó ghê, các bạn tự thử đi nha. A pair of glove, a pair of glove, a pair, no, a pair of glove. Khó nhà mình đọc hơi bị béo miệng luôn á, các bạn cố gắng nha. Rồi chúng ta sẽ qua cái bài số 3. 1. We will come over on Sunday to see our uncles. We will come over on Sunday to see our uncles. Uncle thêm ấy nha các bạn. We will come over on Sunday to see our uncles. Có gì đó sai sai nha các bạn thử lại cho nó ra màu xanh nha. 2. Oh, that's enough for one day. My truck is stuck in the mud. Oh, that's enough for one day. My truck is stuck in the mud. Rồi đúng như các bạn. Như thế là quá đủ cho một ngày chủ nhật rồi đó các bạn. Mai xe tải của tôi thì bị kẹt ở trong bùn á. 3. It's usually sunny on Mondays. It's usually sunny on Mondays. It's usually sunny on Mondays. Rồi gần đúng như các bạn thử lại nha. 4. I have to throw these gloves away. They're all covered in chewing gum. I have to throw these gloves away. They are all covered in chewing gum. Gần đúng các bạn. Gần đúng các bạn thử lại nha. 5. My grandmother, my uncle, two cousins, my father, mother, brother and I all live happily together in a 20 square meter house. Câu này có dài quá không các bạn? Nói chung là cả nhà họ ấy là sống ở trong một căn nhà có 20 mét vuông nha. Nhưng mà vẫn rất vui vẻ. Chúng ta đọc nha. My grandmother, my uncle, two cousins, my father, my mother, my brother and I all live happily together in a 20 square meter house. Đọc đuối luôn các bạn. Các bạn thử nha. Thử cho nó có màu xanh nha, nãy giờ mình đọc chưa có cái nào màu xanh hết trơn. Nut. 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 Loosen nut. Loose nut. Khó quá bỏ qua các bạn ơi. Nó có nghĩa là cái con ốc á các bạn. Này. Nóc này. Nóc có nghĩa là con ốc nha. Chúng ta sẽ hiện. Hồi nãy mình đọc cái này rồi để mình bỏ qua nha. Shut down. No, sorry các bạn. Shut down. Shut down. Ok nha. Stuck. 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 No, sorry, không phải. Stuck. Stick. Stuck. Rồi chúng ta sẽ coi tại sao chúng ta đọc nó không ra nha các bạn. Stucker có nghĩa là kẹt nha các bạn. Stucker có nghĩa là kẹt lại trong một cái gì đó. Stuck. 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 The we all us were stuck in mud. Chúng ta đọc câu này nhé.
The wheel was stuck in mud. Rồi nó ra chữ stuck rồi, ta bỏ qua đi. Fund. Fund. Fund là một cái quỹ nha các bạn. Quỹ ví dụ như là quỹ từ thiện hay là một cái nguồn đầu tư nào đó thì gọi là fund. A cup of coffee. Note. Check note. Check a note. Check a note. Là rút nữa à mà. Note. 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 Dạ. Mình xin phép dừng cái video lại đây nhé. Mình hướng dẫn các bạn làm. Mình có việc nhé, mình xin lỗi nhé.